Ông còn đã còn xua tha dương đôi cái chê dương á dương mình to thì hay nói chuyện tôi có sao là bỏ dương em không hay bình ta anh để chê dương càng để chê dương càng để rồi vị thi lang lang đồng bây giờ dương là chê to từ kê với nhé không bình ta chụp bùa dương dương ở từ tôi vô bị ca chê bỏ kê tế dương để đôi tha dương nhìn nhầm đã kê với anh chấn hay để chê cái tha dương đó cô thế ban chị mình chơi mình to mình chấn á Đại dân này dây tham mình top tâm mà mát nó mình toàn cực chì rộng này. Presama Samput mình bằng riêng tha cùng oi to ấy. Tại riêng oi dân miên bà nhà. Bởi tôi chỉ to có to đôi bà nhà. U tì hoa đôi. Cái biết biên mau. Rồi cùng to mình chỉ cả bà riêng bà phục vụt này. Phụ ông bằng riêng mà nó ôi chạy lạc ôi miên bà nhà. Bà tôi chỉ to, to đôi bà nhà. Ôi miên là vốt cứ bà nhà. U tiêu hóa đôi bên đây phụ ông cao chìa mà hóa sật. Đà cha xin là cả phụ bạp. Mà hóa sật to ấy. Miên bê khá to. Miên bê khá ọt to. Phân ta to đang là chân em không? Chẳng á. Mấy tháng trâu ta nghiêm là hốt. Mấy này. Phần tay. Còn đoàn là bọn ông bằng riêng mỗi tháng môn nâng vô chân nè đợt tới vô chân nè khuôn ái sân. Vô chân nè chất ạc rõ khuôn ái sân. Tao dương to đầm bay ấy. Đối với Sama Samput tôi bảo mình chế mến bán đây thảo to ná. To đây ta. Phần là to đòi ấy. To đòi bà nhà. To đòi vị thị xa. Đại là ọt nàm. Nâng à. Đôi bê đại là. À cao xa cạp bềm chua chê bỏ ọng. Rư có đôi chìa xa chạy cạp nì cửa mộp chanh bỏ ọng. Bỏ ọng to ọt. To. Vẫn thì to đôi bánh. Nhà. Chân bà dân bà biết ha. Ơ bà cửa chê công to. Ọt cực chung nghe. Mình bê khá thấu to. Có phần tay to đòi bánh nha. À lần mà lực ưu tiêu hò rừng đang thả tác bóng to ọt. Sa chân là nì cửa kì đá út thả kế nâng bà nhà kháng à. Hái lưu bà sà mà sàm bút bà riêng xa vẹt tha. Thô tàng lái nâng chi ạt nì chăng tục kháng ả nát ta. Kì thả hô bà bút đừng dịp bà đây bà đà. Ả nát ta ả nát ta anh mên anh dương mên dương bà mên anh à nà. Đối thả dương đó. Dương dương chắc. Dùm lỡ sạch cả đi cửa đấy chân đó. Bà mình ai nhớ nè. Tại chân tức. Cái đa bà ca bà đạp xa vẹ kì. Ây nẹ con trô sạch cả đi cửa đấy. Sất là bộ con sẵn hạch. Bộ lê chì vi bộ ấy nông. Hào tư. Cái tha kì nâng tổ lớp viết tiết. Ôi bà bút bạch như khlịa mà đòn. Ôi bà ông chà lòi bạch như khlịa mà đòn. Cái bà mô chân tức. Chùm nay ở đây xa vẹ lư. Cái đá bà ca chẳng là nhâm theo dân bà cót chỉ bàn sẽ đắp nữ. Nữ xây hẳn nết đó bà phê xa ma xa phút đô chỉ riêng cho xây cả hâm sát tương lai ở phê chẳng á. Nàng ngày nâng đường bàn sẽ đắp thô đó cha thì thôi dân tâu đài. Tâu nâng tâu đài là kết thật bà phút chanh mà đó thế. Tâu đôi sập bai chất thay dân đường bàn sẽ đắp. Bộ xa đạch lê chỉ ví nó cười tâu cái chong từ khơi bà phút chanh đấy. Nâng này. Phụt mình rốt kê chứ. Ất đi. Phụt mình rốt kê chứ. Phụt ông cung chăm sạch. Riêp chăm cả lãnh. Sạch đâm bay ôi mà nước bàn màu chấn. Cung chăm. Sạch chạc cạn nì cửa màu. Lên xâm đầy. Ất kê chứ. Được chứ nè. Nẹ đầy miên thô mê mà nước rốt kê chứ bà nhà thế. Có phần tay tư đòi ảo vút cư bánh. Nhà. Thấy nhé. Chăng màu. Sạch chạy cạn nè cửa nè bọn ông hà thạ ạ kị vê sần ạ. Nâng à, mà nê là ạ kị vê sần ạ. Nâng à, ạ kị vê sần ạ nó cứ thảo. Cứ thả. Nẹ cả lê chè mó. Phù. Từ nà cái khai đấy, bà cái chanh chà. Nghế đấy. Một chà là như môi bà bốt đăng. Vì phù ấy. Tôi chốt ý nà có cái đau đấy. Mà nữ nó bà cái chốt kê. Hay đòn mà nẹ nà chốt cái đau nè nâng à chanh quạt. Đó mà chọc bà phút chọc bà cái đau. Sí. Cái nhé.
chăng sân mà sạc con chim pu thuyết năng không biết nẹt na lên khi quạt năng tì cứ nẹt lên rồi mai phe sau đây quạt năng nẹt lên rồi đây nẹt lên bạc cái chót bạc cái chanh bạc cái chà bạc cái chê nong chăng con tới chót nè na ấy nẹt prai sẽ cái đó à riêng chọc tất cả sê la na cái đó ta quạt lướt chanh chanh thong ta khăng năng mong ta khăng quạt tròn à có sao bóc quạt không nè, nâng à tu à có sao bóc quạt, dưng từ tu cáp chanh bị cây máu à có sao là cầm chả, cây một chanh dưng quạt cùng phong sang cầm thay sẹp luôn quạt, vơi bóc quạt à nâng vơi bóc quạt đi, hay bây dưng khăn cho mũi quạt nâng đấy, dưng vơi từ mũi kia, giờ đấy thế nè, nâng à, đòn nẹt một chanh bọc bớt, nẹt nốt cùng phong ta sang cầm thay bóc luôn quạt, tay bọc bớt ắt tròn mũi nẹt nâng à. Đôi mà lực ưu tiên họ thả phliêng màu mến bằng bà áo phliêng thật lẽ ọ ọt ọt cho mùi bọn nâng à sao mà vào đây nâng à lực mà lực thả bộ phút mến thả cầm to đi dạ lế chân tại dân sẽ đáp thua bọn mình bàn chữ bác thua ơi mà nữ dân xào dân thả ngọp hơi tam bộ phút ọt đây ọt ly chân men bỏ anh ở khăn tay à na cần là bon cho te còn cần đâu thả no bộ put ở na bộ riêng ở dân nhà bà chân no ta ở tư đòi bánh nha à lâu chưa mưa về bọn to mày nếu về đây sa chỉ cần đi quân nắng mau bạn bọn ba ở ca thả nẹt mau đòi bầm non ná nẹt chỗ lợt láng nơi ở vấy để nẹt chọn màu nâng cho tạ tha cốt chăm từ tuồl thế đấy ông chăm từ tuồl ấy chả dương tay vậy ta là lần yêu muốn chả này chán quá mẹ đấy nâng à nâng ai vừa bị chênh sniết cái đăng á ấy mình đưa ăn nghe chênh sniết mấy khơi cho nó sờ nghe mẹ này để chân kỳ lơ cả bạn nè khác cọt vô thao vay muôn chứ nè bảo vay cầm lăng đắng ấy bạn đã bảo vay để biết sầm đấy vay muôn người chứ nè để chân cái tha bẹt cổ đom đã chìm rạn lư bảo ông tha pan chặt khăn đấy chỉ anh nát ta mê nè mình tiêng từng ao mê nè chỉ túc từng ao mê nè à hai sát ta mình men chỉ là bọc luôn mê nè ta trở hỏi ta tha con dây chẳng bắn được nhom vào ông mình cần chăng này khi nhom mình cần chăng này được luôn khi nhom này nè luôn khi nhom này mà tua luôn khi nhom này bầm mấy khi nhom mà nà kì anh nó khi nhom vô thả anh nó bọc khi nhom mấy bà khăn cái áo về mình bọc luôn mấy này nè khi nhom á tua khi nhom luôn khi nhom chặt khi nhom riêng cai khi nhom bầm bọc anh bọc nè nè cái ban vào ông xua thả mình đi activation nè ta miền này thả mấy tớ rồi bọc luôn nè rồi bỏ luôn nâng cứ chia rồi bỏ đại dương ai bồng cọp mình chia bàn mày nè tất năng ơi đến cái khi chúng chọn thứ ấy bỏ nhom nhom mình chia bàn nâng à chẳng chạm biển này ấy nè tha rồi bỏ luôn mê này tha luôn mình chia bàn ưu tiền hò bàn nè bật bật khóc trâu riết cho bỏ chập bàn hai kê đặt tù nè bỏ hà nè trâu cắt đai cắt trường ta nè ai mình chia đai trường nè cùng mọi đặt bàn này à lâu xưa thà cái lấy năng phong to ạ to có bên này to đòi ấy đòi pa nhà gì chẳng bên này đa tam phổ phốt mình nước sôi thế nè nên na tha đa tam phổ phốt sôi mũi khó tạt tê mong chân này hơi ọt bên rương chân này hơi cứ chân này đòi nẹt nút chanh đòi ọt chật nẹt chân này bật bật quát cứ chân này ọt kì chanh đòi ọt chật nhớ lệ đôi sao chỉ cần cái đón chanh bóng đằng dây ấy tiệt cáo ra dây về lấy cát tiệt đó cái nhé đập về lên chlao rồi iu cái năng nông rương thay bà ăn nó bà lạc luôn thời dạ muốn hả nãy anh ớt phôm chlao một phút anh tuông bà bay lỡ nè nâng hãy đại ca tục chờ nè
ត្រូវលទ្ធផលមិនឃើញការຕົកទាំងសងខាងហ៎ស៊ីខាត់ຕົកទាំងសងខាងដរាបណាក៏ដោយឲ្យតែបញ្ញាកើតវានៅតែរួមផ្លូវឃើញចឹងហ្នឹងហើយហើយដល់អញ្ចឹងទៅមានហ៊ានតមួយព្រះអង្គណាទៀតនិយាយលែងកើតខ្មាស់អបរិស័កខ្លួនឯងនឹងផងខ្មាស់វិខសងនៅនឹងផងអ្នកខ្លាំងពិតប្រកបស្មាននិយាយអាហ្នឹងគឺជាអ្នកខ្លាំងដែលឈ្នះហើយអ្នកចាញ់នឹងទទួលស្គាល់ថាវាចាញ់មែនមិនយកអំណាចទៅសង្គ្រោះអញ្ចឹងពពុទ្ធអត់មានយកអំណាចទៅគ្រប់គេទេមិនអំណាចអញពលច្រើនអញនឹងអ្នកកាន់មេគ្រូហ្អែងតអីអញដាក់ដាក់អត់ឲ្យហ៊ានតអត់ទេឲ្យនិយាយបើកការឲ្យនិយាយមិននិយាយនិយាយហាមគេមិនហ្អែងកុំនិយាយអត់និយាយមកនិយាយមកនឹងឲ្យចេញមកចេញមកច្រកណាចេញអស់មកឃើញទេនិយាយលេងកោតបាត់ពូមកមិនតូចតាចណាមកសកូនស្ដាច់មកជាមួយមិនតូចតាចណាហ្នឹងហើយលែងមាត់កើតហ្មងហើយបានព្រះអង្គថាមនាលអគិវេសនៈឮថាអ្នកមកនឹងចង់លើកវាទៈឲ្យតថាគតនឹងបែកញើសឃ្លៀកឥឡូវនឹងឃ្លៀកតថាគតនោះស្ងួតឡើយបាទដូច្នេះកុំនិយាយថាពពុទ្ធបង្រៀនយើងមិនឲ្យតហ្នឹងហ่ะមានពេលខ្លះតមានពេលខ្លះមិនតអ្នកត្រូវប្រមាលមើលពីលទ្ធផលរបស់វាហ្នឹងហើយពួកសំណួរខ្លះមកឲ្យតមិនព្រោះអត់ប្រយោជន៍ពួកការឆ្លើយតបសំណួរមាន4ពពុទ្ធបរិញ្ញាទី1វិធីព្យាករសំណួរទី1សំណួរខ្លះឆ្លើយមកវែងគេរៀបរាប់មកវែងអីចឹងមែនប៉ុន្តែមិនអាចឆ្លើយវែងទេសរុបសេចក្តីឆ្លើយតន្តិចចប់អាសំណួរខ្លះឆ្លើយខ្លីមិនមែនអាចសួរខ្លីតែមិនអាចឆ្លើយមួយម៉ាត់បានទេត្រូវលើកឧទាហរណ៍ពន្យល់បានធ្វើ conclusion ឲ្យបានឲ្យចម្លើយទៅបានសំណួរខ្លះមិនមែនសួរមកឆ្លើយភ្លាមទេត្រូវសួរទៅវិញសិនណារបៀបដូច counseling ចឹងអាហ្នឹងសំណួរមួយទៀតមិនបាច់ឆ្លើយវិញមានអាសំណួរអត់ឆ្លើយអត់ចេះឲ្យឆ្លើយវាមិនអស់មិនបាច់ឆ្លើយហ្នឹងហើយព្រោះវាអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងអត់ប្រយោជន៍សំណួរខ្លះវាអត់ប្រយោជន៍មិនបាច់ឆ្លើយទេដូចព្រាមម្នាក់សួរតើចក្រវាលមានប្រមាណហ្នឹងហើយណាសំណួរអញ្ចឹងសិនមិនបាច់ឆ្លើយទេអញ្ចឹងបានថាបើរៀនមនុស្សដែលចង់រៀនឲ្យប៉កែនិយាយកំពីកថាវត្ថុគម្ពីរកថាវត្ថុគឺគម្ពីរបង្រៀននិយាយប៉ុន្តែមិនតន់ចេះអស់ទេចេះតិចតិចនៅក្នុងនឹងអូបើនរណាចេះគម្ពីរកថាវត្ថុជាប់ងប់ហើយមិនបាច់ឯងទៅរៀនស្អីមកនិយាយឈ្នះទេកពូលហ្មងកន្លែងនោះប៉ុន្តែចេះតិចតិចទេបោះកថាវត្ថុមើលបីដកមិនយល់ទេតរៀនដរៀនពីពួកបរមត្ថទីវនីអីទៅប៉ុន្តែបើនិយាយពីក្នុងកាពីកថាវត្ថុហ្នឹងបើនិយាយពី100ថ្មចេះប្រហែលជា4 5ឯងថ្មចេះមិនច្រើនទេហ្នឹងហើយគាត់ថាឥឡូវគេមើលមកដូចកណាដូចព្រះអង្គហ្នឹងគេថាទី1គេថាចង់បំបត្តិអីទំនៀមទម្លាប់ទី1ទី2ហ្នឹងគេថាយើងដើរតាមព្រះហ្នឹងជ្រុលនិយមហើយវាថាដូចតាំងតៃពេកហើយទី1ទៀតគេថាខ្មែរយើងគេមានជំនឿខ្លះគេថាខ្មែរយើងក្រររិះសាកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាណាគេកាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនាគេមន្តអាគមអមអាមឬក៏គេកាន់ស្អីទៅគេប្រកែហើយគេថាយើងវាអាងអីអាងគេថាមិនតឬមិនអីចឹងណាថានិយាយមិញហ្នឹងគេថារឿងចិត្តចិត្តសឹកអីចឹងហើយយើងមិនតវាចប់កម្មវិរិយធំហ្នឹងគេថាយើងហ្នឹងងងប៉ុន្តែបាត់ពិសោធន៍កណារាល់ថ្ងៃនេះកណារធ្វើការនេះកណារធ្វើការអត់មានក្តីលោភទេប៉ុន្តែជាភារកិច្ចហើយព្រះអង្គលោកណៃថាយើងសមាអាជីវោជីវិតត្រូវការអាហារត្រូវការបច្ច័យដើម្បីរស់ដល់កណារធ្វើការទុះជលមិនថាឯហ្នឹងត្រូវតែទៅព្រោះអាហ្នឹងណាពកកណាសម្គាល់ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងវាមាន3ចំណុចដែលកណាធ្វើការហ្នឹងព្រោះក្នុងអូស្ត្រាលីហ្នឹងមិនមានការងារណាជាអចិន្ត្រៃយ៍មួយយើងឯការងារយើងគេទៅតាមអាកាសធាតុតែភ្លៀងច្រើនធ្វើការមិនកើត
đó ở cả nghe tới dương người ta chẳng yên chẳng ở chết đó. Ngày đang ở phan lối lối nơi nếu mình sốc nơi nó mình sốc cái phố ở phan lối nó khóa này khóa nụ họ đó sẽ ở cả nghe tới thứ và lâm láng với tôi chạy đây con khơi tôi chạy phong nó là ngất chân nghe na cả ngất hay với chư luôn chư ấy rồi như gì người ta ở tôi chạy bằng họ biết thì đây rồi như gì người ta ủa nó đang cái này đó hả thay được mất thế rồi như gì đó p à nghe láng việc miền thì đây o về nhỉ để thay dây tê o bàn lôi dài dây hộp lấy cả thứ ba và màn mau và màn ấy bàn lôi vậy khi nhé rồi chân tới bây giờ mình vô vô đại cha potika phép mà phép thế nè nhưng nó để chạy nhau đâu rồi nhưng nó cái chơi thích chân anh thích chơi lên nè à chân thích chơi thì bắt đầu dân đã thải à nắng dân à nắng chỉ xịt đây rồi như vậy đó để thưa à dân chơi dân bắt ngày hot à nắng tới cho đó về lang thêm về bài nắng mình cũng lang lang với nha. Ồ anh bạn việc đó là đó à nghe tới ồ chào bà chào mình ngày bắn ngày na cả đôi ngày na khai na đi khai na đây bọn bây giờ chân là hốt đã bay đầm nặng cá tìm mua cái chuyện ngò chất tìm pi rồi như thế tìm bay vài bay sập bãi dần tích đấy đời dốt lắm ngập lưới thời thơ ca đi ta thế nhá hay bắn bắn ta bây giờ mình kết tha nó chưa thoa mà đa thế yên kết vào ba là hốt à pi ở càng nghe thế được bà à lâm lang ngớp cơ bà nè hay đó bị ba là cái ha trong thôi thì à chết là nghiệt nâng thảo hào cả nghe bắn đây bà lấp bà lâm lang của ba thiệt đàng chết tại vậy khi nãy ăn khi nãy đó nè anh vậy đó nghe miền đây ấy trong ấy ខ្ញុំកណ្ណាសូមថ្វាយបង្គំលោកចាស់គ្រូជាទីគោរពសក្ការៈដែលខ្ញុំកណ្ណានៅពេលកណ្ណានៅពេលដែលខ្ញុំកណ្ណាឬលោកចាស់គ្រូមានធរៈដីកាអំពីណែអឺសច្ចកនិក្រុនមិញហ្នឹងឯងទៅផ្ចាញ់ព្រះអង្គនឹងខ្ញុំកណ្ណានឹកឃើញថាពាក្យដែលព្រះអង្គមានព្រះពុទ្ធដីកាថាយើងរាល់គ្នានឹងដូចថាអនត្តាមិនមែនអឺអត់មានខ្លួនដូចថាខ្លួនយើងនឹងអត់មានទេខ្ញុំកណ្ណាជឿហេតុដែលខ្ញុំកណ្ណាជឿច្បាស់ត្រង់នឹងពីព្រោះនៅពេលណាដែលខ្ញុំប្រកាសណានឹងឈឺក្បាលឈឺថ្មិញហើយចិត្តនឹងចង់ថាកុំឲ្យឈឺបានទេដល់អញ្ចឹងទេវាអត់បានទៀតដល់ត្រង់ហ្នឹងបងខ្ញុំកណ្ណាជឿច្បាស់គាត់នឹងសុំទូលព្រះអង្គប៉ុណ្្នឹងឯងដែលខ្ញុំកណ្ណាជឿហ្នឹងវាហេតុអញ្ចឹងជឿហើយអូយនឹកឃើញព្រះពុទ្ធដីកាហ្នឹងព្រោះណាស់ហើយត្រូវណាស់ទៀតហើយក៏សូមអរប្រគុណលោកម្ចាស់គ្រូដែលព្រះអង្គបាននាំព្រះពុទ្ធដីកាមកពន្យល់ចែកចាយពួកយើងនឹងឲ្យបានយល់ខ្ញុំកណ្ណាយល់តិចតិចឯងប៉ុន្តែមួយចាំមួយឃើញអញ្ចឹងទៀតសូមអរប្រគុណព្រះអង្គថ្មីជួបច្រើនក្មេងៗដែលស្ដាប់អាត្មាយល់គាត់ជោគជ័យច្រើនដូចបងលើកឡើងមិញអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានសេចក្តីតស៊ូមកដូចក្មេងម្នាក់គាត់ថាគាត់ប្រឹងលើសមុនដោយសារស្ដាប់អាត្មានិយាយពលមានពីអង់គ្លេសក្នុងហ្នឹងណាដែលប្រពុតថា if you want to know your future look at your present អញ្ចឹងគាត់ឆ្នៃអាបច្ចុប្បន្នរបស់គាត់ហ្នឹងហ្មងពីមុនជួនកាលជាអតីតសង្ឃឹមព្រេងវាសនាក្រែងលោក្រែងលោដល់ពេលថាំងពពុតឲ្យមើលបច្ចុប្បន្នទៅទៅបច្ចុប្បន្នឯងបានធ្វើឲ្យវាល្អណាណាដែលគោលដៅរបស់អ្នកនោះតែអញ្ចឹងទៅគាត់ដាក់ពេលវេលារៀនមានអីតែប្រហែលឆ្នាំគាត់ឡើងធ្វើការប៉ុណ្ណានៃបាទយើងស្ដាប់វាមិនចំស្ដាប់ទៅខ្ជិលស្ដាប់ទៅស្ដាប់វាមិនចំខ្ញុំចាំនេះយើងច្រើនតែបាត់ឱកាសបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយអត់ប្រលឹងអ្នកខ្លះដេកយ៉ាងពងដេកស្រួលអត់ចង់ងើបហ្នឹងដល់ហើយមិនដឹងថាអាស្រួលបន្តិចបាត់ឱកាសហ្នឹងដូចកណាអញ្ចឹងប្រលឹងឡើងចាពាក្យចុងក្រោយរបស់ព្រះអង្គថាកុំប្រមាទនោះណានោះហ្នឹងបាត់ធ្វើប្រហែលបន្តិចអស់ហ្នឹងត្រូវហើយចុះបាទសក់ខាងនោះអត់មានអីបញ្ចេញមកទេនឹងហើយសុំបន្តិចមកគណៈខ្លា
ចាត់បងកណាកណាលេឡូលេឡូអញ្ចឹងចាត់ស្ងាត់ស្ងាត់គាត់ក្តាប់យកទាំងអស់អូជាអហើយបងណាបងចេញទៅសល់8អង្គអត់មានទេអត់មានអស់ហើយអត់មានអីទេ